Hello, xin chào bạn nha, mình là Bảo đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bắn danh sinh tồn xem ạ. Không mời thằng nào cả. Cứ thế mà chơi. Tại máy tôi hơi nóng hay là nó hơi bị lag anh ạ. Vào trận rồi. Cay quá anh ạ. Xong ok nha, đấm 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 em bố anh em ạ. Tôi sẽ đấm bay đầu chúng nó anh em nhé. Mấy thằng non nớt này. Chế độ sinh tồn, chiến đấu. Ồ, thế tôi là cơ trưởng. Thung lũng đi anh em. Tôi chỉ nhảy thung lũng thôi. Ý, mày nát quá, cày ấy anh em ạ, cày quá rồi, mày nát quá rồi. Anh em có gì anh em thông cảm, anh em tặng tôi ít để tôi kiếm một cái điện thoại mới. Ơi cái tim tim á sai ơi, hai tem anh em ạ, hai tem thôi chứ mấy, hai tem thôi anh em ạ. Ôi chết rồi, có thằng nhảy được lên đây rồi. Bây giờ kiếm được khẩu súng gắn là ngon anh em ạ. Chết dở. Bây giờ bắn ghê quá. Có người sao anh em ạ? Vai cả lìn. Con chó trên này anh em ạ. Bạn ơi hồi sinh đi bạn ơi, bạn ơi hồi sinh tôi đi bạn. Ra hồi sinh đi. Vai cả cướp bật mạng lên nát luôn. Ui giời ui giời giời. Lắc con mẹ luôn anh em ạ, cày thật. Máy như cái lỗ đít. Ghê gớm quá. Đi hồi sinh đi. Nghỉ nghỉ nghỉ. Và tiếp anh em nhé. Anh ạ, giờ phải đi đấm. Đánh đấm anh em ạ, đánh đấm. Đeo khẩu trang vào đi, tí bố lại về. Kệ quá anh em. Anh
Bài trên này ghê gớm á. Tôi đấm nó nát nát kiểu lắc lắc anh em ạ. Kiểu mà nó bị lắc lắc ấy anh em. Lóng máy mắt. Máy tôi bị lóng quá rồi anh em ạ. Tôi chưa lút ván. Anh em ạ. Bắn anh em. Ai dạ. Vào vùng xanh luôn chứ nhỉ. Vùng xanh là vùng an toàn anh em nha. Đùa ý hả? Vào thử thách. Làm gì căng. Nên tự chấn nóc này xem có đồ không. Ôi 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 ôi. Ui ui. Nhòn anh em ạ. Chó này chơi bẩn đòi ăn tôi. Chó đòi ăn tôi. Chó này đòi ăn tôi. Người đâu anh em? Tí tôi sẽ bắn cậu ấy. Thấy không anh em? Chết rồi anh em ạ. Sẽ bắn mãi không chết. Cái thế nhà người đâu vậy? Ui, nhiều người vậy. Cày vai đái. Ok, cảm ơn xem hết mình. Mọi người xem like, chí, share với mọi người.